Bài tin mừng Chúa Nhật thứ 4 Phục sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên lành. Khi ấy, Chúa Giêsu nói: "Tôi là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, người ấy bỏ chiên mà trốn. Sói bắt chiên và làm chúng tán loạn, vì là người chăn thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi là mục tử tốt lành, tôi biết các chiên tôi và các chiên tôi biết tôi. Vì cũng như cha biết tôi và tôi biết cha, và tôi tí mạng sống mình vì chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc chuồng chiên này. Cả những chiên đó tôi cũng phải dẫn về. Chúng nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Vì lẽ này mà cha yêu mến tôi, là tôi thí mạng sống mình để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống của tôi được, nhưng từ tôi thí mạng sống. Tôi có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là lệnh truyền tôi đã nhận nơi cha tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo một cuộc thống kê chính thức gần đây nhất cho thấy một cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục của giáo hội công giáo trên toàn thế giới đang diễn ra một cách đáng lo ngại. Đầu năm 1970, thì trên toàn thế giới có 450.000 linh mục. Nhưng cho đến nay, con số này chỉ còn 400.000, nghĩa là giảm 50.000. Nhưng trong thời gian đó, dân số thế giới đã tăng thêm 2 tỷ người. Đằng khác, về mặt tuổi tác, trên bệnh viện thế giới, tuổi trung bình của các linh mục ngày càng cao. Điều này chứng tỏ ngày càng có ít người trẻ theo đuổi ơn gọi tu trì. Thật không thể tưởng tượng được giáo hội sẽ ra sao nếu không có một linh mục hay một tu sĩ nào. Và giáo hội sẽ đi về đâu nếu không còn ai dấn thân quảng đại hy sinh trong ơn gọi tu trì. Hôm nay Chúa Nhật thứ 4 Phục sinh, ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, cầu xin cho có nhiều người quảng đại dấn thân để làm chứng và rao giảng tin mừng nước Chúa. Có một số nguyên nhân khiến ơn gọi tu trì ngày càng giảm sút, ngày càng ít người muốn đi tu sống đời sống thánh hiến. Nguyên nhân thứ nhất là do sống trong môi trường xã hội đề cao sự hưởng thụ và tục hóa. Xã hội phát triển với nhiều phương tiện hưởng thụ, các chương trình quảng cáo, các trào lưu trên mạng xã hội đều thúc ép người trẻ lao vào lối sống hưởng thụ, kiêu ngạo, khoe khoang. Và vì thế, ngày càng ít người dám dấn thân bước vào đời sống dâng hiến hy sinh từ bỏ vì nước trời. Nguyên nhân thứ hai và là nguyên nhân quan trọng nhất là do đời sống đạo của các giáo xứ và gia đình ngày càng giảm sút. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng ơn gọi. Công đồng Vatican II qua hiến chế tín lý số 11 đã nhắc nhở: gia đình như là hội thánh tại gia, nhờ lời dạy dỗ và gương lành, cha mẹ là người rao giảng đức tin đầu tiên cho con cái. Cha mẹ phải giúp phát huy ơn gọi riêng của từng đứa con, đặc biệt chăm sóc cho ơn gọi hướng tới thánh chức. Với các giám mục, linh mục và tu sĩ giàu kinh nghiệm, thì gia đình chính là chủng viện đầu tiên, nơi họ được khai tâm vào đời sống đức tin, được thụ giáo những bài học sơ khởi về yêu mến Chúa và yêu người. Trong một lá thư gửi người mẹ đã mất của mình đăng trên mạng, một linh mục đã tâm sự: những bài học ở chủng viện gia đình in sâu vào trong tâm trí con, có lẽ đến muôn đời không bao giờ phai nhạt được. Mẹ cho con sự sống và đức tin, mẹ gieo vào lòng con ước mơ lành thánh, gắn vào môi con lời kinh chúc tụng, làm phương tiện để hồn con hướng lên trời cao, in vào tâm trí con hình ảnh nhân lành của Thiên Chúa tình yêu, khắc vào con lấy hy sinh làm sức mạnh và tha thứ là đỉnh cao của tình yêu.
Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong sách Đường Hy Vọng khẳng định, chủ viện thứ nhất, đệ tử viện thứ nhất, trường sư phạm thứ nhất là gia đình Công giáo. Không vị giám đốc tài ba nào hay chuyên môn sâu đến đâu có thể làm thay các bậc cha mẹ được. Nếu cơ sở bậc nhất ấy bị hỏng, thì tương lai giáo hội và xã hội cũng rung rinh sụp đổ. Và nguyên nhân thứ ba là thái độ của giáo dân ngày càng ít tôn trọng các linh mục. Họ dành nhiều thời lời chỉ trích các linh mục hơn là cầu nguyện thật sự cho các ngài. Linh mục là một người luôn luôn sai, là tựa đề của một bài báo nói lên thái độ chỉ trích của các tín hữu đối với linh mục chủ chăn của họ như sau. Linh mục giảng ngắn thì giáo dân nói ông linh mục này lười không chịu khó soạn bài giảng cho kỹ. Còn linh mục giảng dài một chút thì bảo là ông ta là người ưa nói dai nói dài. Nếu linh mục giảng hùng hồn thì giáo dân bảo ông ta la lối ôm sồm thật bất kính với Chúa đang ngự trong nhà chầu. Còn nếu linh mục giảng nhỏ nhẹ với giọng bình thường thì lại bảo ông ta có biệt tài ru ngủ giáo dân. Mấy đứa bé không chịu ngủ, cứ mở bài giảng của cha xứ lên là nó ngủ liền. Nếu linh mục năng đến thăm các gia đình Công giáo trong giáo xứ thì giáo dân lại bảo ông ta chẳng có việc gì để làm, suốt ngày la cà hết nhà này sang nhà nọ để kiếm chác. Rất ít khi thấy ông ta có mặt ở nhà để tiếp xúc với các người cần gặp hay để đi kẻ liệt. Nhưng ngược lại, nếu linh mục ít đi thăm thì lại bảo ông ta chẳng quan tâm gì đến đoàn chiên của mình sống chết thế nào, chẳng ông ta chẳng biết. Rồi nếu linh mục còn trẻ thì bảo ông ta mới ra trường nên tay nghề còn non và chưa có kinh nghiệm mục vụ. Và lỡ có vấp váp thì bảo ngựa non hấu đá. Nhưng đối với các linh mục già thì lại bảo ông cha già lẩm cẩm lạc hậu, ông ta nên sớm về hưu đi là vừa. Thật đúng như đời người thường nói, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Làm linh mục như làm dâu trăm họ, sống thế nào cũng bị chê bị chửi. Sống như Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành đã chết cho đoàn chiên mà còn phải chịu người ta đem đi đóng đinh thì nói gì đến linh mục. Thật ra linh mục tu sĩ cũng là những con người đầy yếu đuối bất toàn như những bình sành dễ vỡ, nhưng lại được Chúa dùng để chất chứa và trao ban những hồng ân vô cùng quý giá để cứu độ nhân loại. Nên người linh mục tu sĩ đáng được giáo dân giúp đỡ cầu nguyện hơn là chỉ trích. Đức tin chúng ta có được như ngày hôm nay, đó là nhờ vào biết bao công sức và xương máu của các vị mục tử. Trong suốt dọc dài lịch sử giáo hội, biết bao vị mục tử đã hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Đức cha Romeo, tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã bị bắn chết ngày 24 tháng 3 năm 1980 vì lên tiếng bảo vệ cho đoàn chiên của mình. Và tại đất nước Việt Nam chúng ta đây cũng đã có biết bao vị mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên như các thánh tử đạo. Và gần đây nhất là gương của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài đã hy sinh tính mạng để bảo vệ cho đoàn chiên. Ngày nay, để nuôi sống đoàn chiên của Chúa, có biết bao linh mục tu sĩ cũng đã hy sinh cả cuộc đời để cho dân Chúa mỗi ngày có những thánh lễ, có những buổi cầu nguyện sốt sắng. Qua bàn tay của các linh mục mà ơn tha thứ và ân sủng của Chúa được trao ban, qua môi miệng các linh mục mà lời Chúa được loan truyền, chúng ta là những người thụ ơn của các bậc anh hùng tử đạo, thụ ơn của các linh mục và tu sĩ, thì đến lượt mình, chúng ta cũng cần phải trả ơn bằng lời cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, cũng như nêu gương sáng cho con cái để tạo môi trường tốt để các hạt mầm ơn gọi ngày càng lớn lên. Trong ngày Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành này, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhiệt thành giúp đỡ và cầu nguyện cho ơn gọi tu trì,
Nhờ đó, giáo hội ngày càng có nhiều linh mục và tu sĩ như lòng Chúa mong ước. Amen.